Venga dự đoán về thảm họa kinh hoàng nửa cuối 2023. Baba Venga, nhà tiên tri mù người Bulgaria từng dự đoán về sự kiện 11/9, được cho là đã thấy trước một thảm họa hạt nhân sẽ tàn phá trái đất cuối năm nay. Những nhà nghiên cứu các tiên tri cho rằng bà Venga đã cảnh báo về một vụ nổ nhà máy điện hạt nhân lớn sẽ xảy ra trong năm nay khiến một đám mây độc hại khổng lồ bao trùm khắp châu Á. Nhiều quốc gia khác có thể cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ do khí độc tràn ngập trong không khí gây ra bệnh tật Ngoài thảm họa hạt nhân, ba ba Venga còn đưa ra bốn dự đoán lớn khác cho năm 2023. Đầu tiên, bà được cho là dự đoán rằng quỹ đạo trái đất sẽ thay đổi. Trong hàng chục nghìn năm nay quỹ đạo của hành tinh chúng ta chỉ dịch chuyển nhỏ khi quay quanh mặt trời. Tuy nhiên, khi có sự thay đổi lớn hơn, nó sẽ gây ra sức tàn phá khủng khiếp. Chỉ cần trái đất tiến đến gần mặt trời hơn, các sông băng sẽ tan chảy làm ngập lụt cả hành tinh. Hoặc nếu chuyển dịch ra xa mặt trời hơn có thể đẩy chúng ta vào kỳ băng hà. Thứ hai, nhà huyền môn cho rằng có thể sẽ xảy ra bão mặt trời khổng lồ làm thay đổi khí hậu trái đất. Một số người giải thích những lời tiên tri của Venga có nghĩa là một cơn sóng thần mặt trời đang đến, gây ra những thiệt hại lớn. Nhà tiên tri mù cũng được cho là đã tiên đoán về một loại vũ khí sinh học sẽ được một siêu cường quốc sử dụng trong năm 2023, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Vũ khí sinh học có thể là các vi sinh vật như virus, vi khuẩn, các chất độc hại do sinh vật sống tiết ra để gây bệnh và tử vong cho con người động vật hoặc thực vật. Chúng đang bị cấm bởi công ước vũ khí sinh học. Cuối cùng, Baba Venga được cho là đã báo trước sự kết thúc của việc mang thai tự nhiên trong năm nay. Những người giải mã các tiên đoán của bà tuyên bố rằng tất cả trẻ sơ sinh sẽ được nuôi trong phòng thí nghiệm. Chính quyền và chuyên gia y tế mới là người có quyền quyết định ai được có con. Họ cũng nói rằng cha mẹ có thể chọn những đặc điểm như màu tóc và màu mắt cho con. Baba Venga qua đời năm 1996, thọ 75 tuổi bà sống gần trọn đời ở vùng Rupai, thuộc dãy núi Kozu, Bulgari. Sau khi bị mù trong một cơn bão bụi năm 12 tuổi, Venga được cho là đã có siêu năng lực huyền bí giúp bà nhìn thấy tương lai. Trong suốt cuộc đời mình, bà đã đưa ra những tiên đoán chính xác về đại dịch COVID-19, vụ tấn công vào tòa tháp đôi ở Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001, vụ chìm tàu ngầm Kursk của Nga năm 2000, cái chết của công nương Diana năm 1997 và thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986. Tuy nhiên, không phải tất cả những lời tiên tri của người phụ nữ mù này đều đúng. Các chuyên gia nghiên cứu những lời tiên tri của bà nói rằng chỉ 68% trong số đó chính xác, trong khi những người sùng bái Venga tin chúng đúng khoảng 85%. Một trong số những dự đoán không chính xác của Venga là tổng thống thứ 45 của Mỹ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khiến đất nước sụp đổ. Donald Trump đã phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khi đương nhiệm nhưng nước mỹ vẫn đứng vững